Cristiano Ronaldo mùa cong ST97 và NW95, mức lương 20, chiều cao 1m87, cân nặng 83 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 4 và phải 5, 5 sao kỹ thuật, danh tiếng là bình thường, sộn gốc có vạ, tinh tế, chút xa, mà tốc độ qua người. Chi ST thì điểm mạnh của Rồ chính là khả năng chọn vị trí và khả năng dứt điểm. Đây là thể hiện cái AI tấn ghi bàn xuất sắc. Tốc độ và tăng tốc rất là tốt. Như vậy là chúng ta nên để CR7 vị trí ST hoặc là cánh. Thì trong sơ đồ này thì mình để bạn CR7 này ở vị trí CS. Thì sẽ nách này, hỗ trợ phòng ngự cơ bản này, đánh trận thông thường, chạy chỗ, để xu hướng công 3 thủ 1. Vị trí LS đây ở mức thiện cộng 1 full level 5 là 104 luôn. Chúng ta sẽ vào in game để trải nghiệm về Rondo. Nói chung là Rondo thì chúng ta đều biết rồi, mùa giải nào của anh cũng ngon cả. Nên là mùa cóc là một mùa mới. Thì sau một thời gian trải nghiệm CR7 cóc thì mình thấy CR7 dứt điểm rất là hay và ghi bàn cho mình rất là nhiều. Thì điểm mạnh nhất của cóc này chính là khả năng chạy chỗ và ghi bàn rất là tinh tế. Trong trận đấu tối ngày hôm qua vòng loại Euro thì Ronaldo đã lập tiếp một hat-trick, và đó là hat-trick thứ 55 của anh. Thành tích rất ấn tượng nữa. Tấn công, ta đã biết là năm nay vậy đã bước vào độ tuổi 34 và sang năm sẽ là 35 rồi. Anh vẫn giữ cái khả năng ghi bàn như một cầu thủ độ 23, sự là ấn tượng. Xưa mình cũng có từng đá phủi chơi rất hay. Đó là cái độ tuổi mà từ nói là trẻ của mình. Bây giờ thì không thể đá được nhiều như trước. Khả năng đỡ bóng bước một và bứt tốc Ronaldo là rất tốt. Anh có thể spin phá, độ của mình rất hay. Bạn thấy kinh khủng chưa? Dứt điểm cửa lòng của Zô vẫn rất lợi hại, nhất là trong vòng cấm. Tình huống mà thể hiện được phẩm chất rất hay của mùa cóc Cristiano Ronaldo. Đây là một mùa mà rất đáng để các bạn sử dụng. Rồi cái giá trị thị trường của Zô bây giờ là tương đối rẻ so với năng lực thật trong in game, chỉ hơn 400 triệu PP. Và mình có thể đánh giá đây là một bản nâng cấp của Tò Ti 18, là tiệm cận Tò Ti 19. Danh tiếng bình thường thì sẽ khiến cho Zô không chịu áp lực từ việc mình phải là một ngôi sao. Anh có thể tự do thi đấu rất thoải mái. Và trong những trận đấu xếp hạng thì CR7 một cóc hoàn toàn có thể gánh team thành công của các bạn. Thuật 5 sao giúp anh
hiện được những skill rất là mượt mà. Chắc chắn là sau khi mùa cóc không còn rầm rộ này, giá của rô cóc không bao giờ dưới 1 tỷ PP. Đó là theo cảm giác trực quan của mình. Thật sự là giá trị sử dụng của CR7 mùa cóc là rất tốt. Các bạn phải hiểu rằng là ở mùa giải cóc là mùa giải hay nhất của cầu thủ mà đá cúp châu lục. Ở Nation League, một giải tiền thân tiền đề cho Gold Cup, Bồ Đào Nha đã vô địch, đánh bại Hà Lan của siêu hậu vệ Virgil van Dijk. Vậy là mùa cóc là một mùa mà CR7 đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Bồ Đào Nha. Thế không có lý do gì mùa này không ngon cả. Rất ngon luôn là đằng khác. Bạn phải lưu ý đến cái yếu tố chân thực của mùa giải này. Và tất cả những phẩm chất tốt nhất của C ở Nation League, Nation Cup đấy sẽ thể hiện trong cái game mùa giải này. Ngoài khả năng ghi bàn bằng chân tuyệt vời của mình ra, CR7 khả năng bật cao và đánh đầu cũng rất tốt. Dù không sở hữu chỉ số ẩn đánh đầu mạnh, nhưng với một chiều cao lý tưởng cùng chỉ số bật nhảy và đánh đầu tốt thì CR7 cũng đánh đầu không kém như những cầu thủ mà có chỉ số ẩn đánh đầu mạnh. Không kém gì mùa Hot hay là mùa 19TS. Và việc sở hữu rô mùa cóc với một cái mức tiền nó rất là vừa phải hiện tại thì các bạn rất đáng đầu tư, rất nên đầu tư rô cóc. Chính mình cũng đang sử dụng khi mà anh này để đá cặp với Zhao Unai Kun, cô béo TT là cảm thấy rất ngon, là một hàng công tôi thấy khủng bố rồi. Ngoài ra thì lương hợp lý là rất tốt. Chọn vị trí thông minh. Tô cóc cảm giác như anh này có chịu tô ấn phá bẫy Việt vị vậy. Trong những tình huống mà được các tiền vệ kiến tạo ngon ăn đấy, tô hầu như sẽ là người xuất hiện ở vị trí cuối cùng để dứt điểm. Anh chạy chỗ rất hay. Cảm giác như chạy chỗ không khác gì Torres Icon. Đang phối hợp đồng đội của Joe thì cũng là rất tốt. Cần chọn. Khả năng tông húc thì đè là cũng rất ghê gớm đấy các bạn ạ. Xa sút chân phải chân trái đều rất mạnh, uy lực chất của một siêu sao hàng đầu thế giới. Hay chưa, chấm cho Joe ở mức điểm ở vị trí ST hay là F thì mình khuyến nghị các bạn là đặt vị trí ST là rất đẹp.
có thể gánh team hàng công cho các bạn. Số cóc mình dạng chấm một mức điểm FP là 10 trên 10. Ta là không thấy điểm yếu, anh ta rất rất mạnh. Rất hoàn hảo. Chính sự hoàn hảo của Dô Cóc khiến mình cảm thấy rất yên tâm. Anh ở và kiến tạo dành cho Raul Icon. Và và dứt điểm hơi căng của Zera. Rồi. Bạn thấy là khả năng tranh chấp của CR7 một cọc và cũng rất kinh khủng. Sẵn sàng tông húc với mọi trung vệ. Chung là hoàn hảo.